Thôi thì bây giờ ngồi đây trách móc nhau cũng không giải quyết được việc gì. Cái việc quan trọng là phải tìm cách nói chuyện với con Yên. Nhưng bây giờ bắt đầu từ đâu? Chuyện này nó quá kinh khủng. Nói ra chắc chắn con Yên sẽ rất sốc. Anh xin phép có ý kiến. Anh nói đi. Các em nói với Yên là đúng. Nhưng có thể nào nói trước với Hào một câu được không? Anh cũng nghĩ như vậy đấy. Cũng nên để cho Hào có thời gian để chuẩn bị tinh thần nữa. Cái gì ạ? Chuẩn bị tinh thần để tìm cách nói dối nữa ạ? Bây giờ đàn ông các anh không thể tin được nữa rồi. Tao cũng muốn nói chuyện với thằng Hào trước. Không. Xem nó suy nghĩ cái gì mà lại làm như thế. Dù sao nó cũng là bạn mình mà. Em chào hai anh. Ngồi đi. Em trả nợ hai anh luôn. Cảm ơn hai anh đã giúp em giữ bí mật chuyện này. Nhưng mà cậu lấy đâu ra tiền trả bọn tôi? Bọn em bán hết vàng cưới của hai đứa để trả nợ cho bọn tín dụng đen. Thế sao vợ cậu biết cậu nợ bọn tôi? Cậu nói mọi chuyện gì à? Chưa. Em chưa đủ can đảm để nói ra. Nhưng em quyết định rồi. Em sẽ kết thúc chuyện này. Dù ra sao thì ra. Kết thúc là như nào? Từ trước đến giờ, cứ mỗi khi nghĩ về Yên, em đều thấy cô ấy quá ghê gớm, dữ dằn, hở một tí là nhiếc móc, gào thét, mắng mỏ. Nên em cho rằng em là người phải chấp nhận, chịu nhịn, chịu nhục và trách cứ vợ mình, biện hộ cho những sai lầm của mình. Nhưng mà em không nhìn ra một mặt khác. Chính vợ em rất mệt mỏi, khổ sở khi phải sống với một người chồng mà mãi không chịu trưởng thành như em. Thật á? Nếu cậu nghĩ được như thế thì tôi thấy bài học này cũng gọi là xứng đáng đấy. Vâng. Em cũng tính rồi. Em sẽ đi nói chuyện thẳng thắn với Thương. Sẽ không nhượng bộ thêm một lần nào nữa. Sẽ đối diện với chuyện này. Sau khi thu xếp xong, em sẽ thú nhận với Yên. Mày nói thật không? Sao bọn mày lại ở đây? Tại sao bọn tao không được ở đây?
tao đến để đập cho mày một trận như tử. Nào, cô nào. Đàn ông bảo thế à? Đi ngoại tình là không thể chấp nhận được. Tao biết là tao sai. Bây giờ có giải thích thế nào thì tao vẫn sai. Thôi 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 thôi. Mày không phải dùng cái giọng ủy mị để mong bọn tao bỏ qua đâu. Mày chỉ dẻo mồm được với con Yên thôi. Biết vì sao nó vẫn tin tưởng mày không? Là vì nó quá yêu mày. Tao biết là tao sai thật mà. Tao cũng chẳng mong được ai tha thứ. Giờ tao sẽ làm những việc cần phải làm. Tao hiểu là chúng mày thương Yên nên sẽ nói cho Yên. Tao chỉ xin một cơ hội cuối cùng thôi. Để tao tự nói hết cho Yên có được không? Anh cũng nghĩ nên như vậy đấy. Dù sao đây cũng là việc riêng của nhà cậu Hào. Chúng ta cứ ở bên ngoài, hỗ trợ được gì thì hỗ trợ. Làm sao mà em tin tưởng được các anh nữa? Cho tao hết ngày mai. Nếu như tao không dàn xếp được ổn thỏa và nói chuyện thẳng thắn với Yên, lúc đó bọn mày làm gì cũng được. Còn tao, dù Yên có quyết định thế nào, tao cũng chấp nhận. Nhưng tao sẽ làm người đàn ông bản lĩnh như Yên luôn mong muốn. Tao nghĩ là mày vẫn không... Đào, cho thằng Hào một cơ hội đi. Con Yên cần nghe được lời thú tội từ chồng nó, chứ không phải từ bọn mình. Nhưng cậu định làm như nào? Chuyện do em bắt đầu thì chính em sẽ kết thúc nó. Này, thế thằng Hào nói gì với mày? Chỉ là chơi lô đề thôi à? Ừ, tao điền lắm, nhưng bây giờ làm to chuyện cũng chả giải quyết vấn đề gì cả. Tiền thì vẫn phải trả. Công nhận mày bình tĩnh thật đấy. Thế bây giờ biết làm sao? Tao sống chung với cả lũ quen rồi, chả có gì bất ngờ cả. Ông Hào ham chơi như thế thì chuyện gì chẳng có thể xảy ra. Thằng Hào nó cũng còn trẻ con quá cơ. Tao cũng chán lắm. Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Ai mà chẳng có tật xấu. Ông Hào như vậy mới còn đỡ hơn mấy ông ngoại tình, đúng không? Ừ. Yên nó vẫn tin tưởng thằng Hào lắm. Tao không dám nghĩ đến lúc mà nó phát hiện ra mọi chuyện thì sẽ như thế nào nữa. Bọn mình có nên nói gì với nó không? Từ từ đã. Cho thằng Hào thêm ít thời gian nữa. Giả sử là tao, nếu như anh Nghiêm có làm chuyện gì đó sai thì tao vẫn muốn là anh ấy trực tiếp nói với tao, chứ không phải là qua một người nào khác. Cũng đúng. Nhưng mà chẳng lẽ bọn mình không làm gì được à? Hay là bây giờ tao với mày đi dàn mặt con trà xanh kia đi. Đi dàn mặt nó. Nào, sao? Mày lại quên chuyện lần trước của anh Nghiêm rồi à? Làm thế chỉ to chuyện lên thôi, chứ chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.
Bây giờ bọn mình cứ chờ hai vợ chồng nó nói chuyện với nhau xong, xem mọi chuyện như thế nào rồi tính tiếp. Thế mày nghĩ con Yên sẽ quyết định thế nào? Ơi Mỹ à, chị đây. Chị Yên ơi, chị biết tin gì chưa? Chuyện gì? Anh Hào có bồ rồi. Tặng em. Anh làm gì sai? Có chuyện gì thế? Anh lấy mạng mà xem. Mày cứ ở đây mấy hôm đi. Anh em sẽ qua nhà anh Quý. Bọn tao sẽ luôn ở bên cạnh mày. Nếu mày muốn khóc thì cứ khóc to lên cho nhẹ lòng. Tại sao tao lại phải khóc vì một người không đáng như thế? Đồ ăn ngon ta không dám ăn, quần áo ta không dám mua, ta tiết kiệm. Nhưng Hào cần gì là tao cũng chịu. Ta đã cố gắng hết sức, hy sinh mọi thứ là vì ai? Cuối cùng đây là tất cả những gì tao nhận lại. Khi ông Hào lòi tao khoản nợ, Tao đã an ủi bản thân mình. Ừ, ông ấy có tật, nhưng còn hơn ngoại tình. Cùng đến cái giới hạn cuối cùng của tao, ông ấy cũng vượt qua. Tao không phải bên thằng Hào đâu, nhưng con kia nó cũng là loại kinh ấy mày ạ. Chắc chắn là nó dụ dỗ thằng Hào nhà mình. Chả tại ai hết, là tao ngu. Tao ngu lắm. Mọi việc sờ sờ ra như thế mà tao không biết một cái gì cả. Tao nữa không trời cũng tức lên mất. Tao muốn được một mình. Điền thế chứ. Người tốt thì khóc lóc khổ sở, cái thứ tiểu tam bất dạy trơ trơ ra, còn thách thức chính thất nữa.